cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Lắp là chặt 300-400 gram luôn. Còn cá luôn đây nè. Wow, quá trời. Quá đau quá. 4 con luôn mà. Chết một con. Nước ra nhiều quá. Còn bên con cháu. Quá trời luôn, cái nhà ông cao cá luôn. Cái này kia, cái 5 kg cá cả nhà. Cái này quá trời nha. Ok, được, xin chào tất cả các chú anh chị nha. Thì hôm bữa giờ được có nhận được một tin nhắn của ông anh kia là hướng dẫn cách đặt lờ. Thì em thì em mới đặt lờ đây cũng gần đây thôi nên cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Thì có gì đây em chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn ha. Lờ này là cái tiếng mình khiếp lại được nè. Đó, nó bung ra là nó như thế này. Đó, mình có chuẩn bị lờ nè, xong rồi chuẩn bị thêm mấy cái cây chổi. Mỗi một lờ gì đó 3 cây chổi. Cây chổi ra để cho nó giãn ra dưới một cái chai để mình để vô trong cái lờ nha. Thì cái lờ này mình mua về cả nhà. Mình chịu khó mình mai cái viền này nè. Cái viền hôm này nè. Đó, mình mai lại. Được, đây được có mai lại hết rồi. Không không mai thì cá nó ưa vô sôi ra, bung cái chỉ ở đây. Mình mai ở đây lại ha. Dưới cái dây hôm ở giữa nè, nếu mà dài quá thì mình thắt bớt lại. Đừng có để cái hôm nó dùng quá nha. Thôi bây giờ thì được sẽ tiến hành để chổi ra để mình vô trong cái bụi này nè, mình đặt ở đây nè. Chỗ này quá trời đã luôn cả nha. Vừa đẹp luôn, ok luôn cả nhà. Mùi hôm này thì nó hơi giãn quá, kéo cho nó dùng bớt. Ok, rồi bắt đầu mình tiến hành bỏ chai vô, rồi mình lại chỗ đó mình đặt nha. Bây giờ được sẽ đi đặt cho hết mấy cái số lờ còn lại nha cả nhà. Thì mai mốt gì đó được có đi thăm, được sẽ quay cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Chắc hai hôm nữa là cái lờ này mình đặt thường thường á là 2 đêm. Đó. Mình cứ neo 2 đêm là mình đi thăm luôn nha cả nhà. Bữa trước được neo 3 đêm, cá nó chết chưa. Ok, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hôm bữa 2 đêm trước thì được có đặt mấy cái lờ ở vòng vòng ở khu vực này. Hôm nay là mình đi thăm lờ nha cả nhà. Không biết hôm nay có gì không đây. Thì trên đường đi được sẽ quay cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Mình đeo cái bao tay vô để mình xuống thăm lờ nha cả nhà. Thăm cái lờ đầu tiên. Còn sao đây. Cái lóc là hết cá luôn á chị, không vô. Rồi, nhóm bít rồi. Con gì đây? Ồ, con cá cả nhà, con cá.
Okay, nhóm vít thôi. Con cá có nửa ký cơ nha. Quá sáng con cá nha. Cái này bữa trước dính cá gô mề nè, cái này cái này mới có vậy này. Cái này ngu luôn này, không dính luôn, không dính gô mề nào luôn. Có cá cả nhà, cá rồi đó là đâu, em có mất không? Cái này cái lợn hơi khó luôn. Ốc rồi. Ốc cái sạch. Ôi lượn con cá gô. Con cá gô cái nha. Ngon nha. Đây gô mề thôi. Có cái lợn ở đây quên. Kiếm nãy giờ mới gặp thôi nha.
nhét đây mà đi chôn kia. Ồ, có cá lóc, có cá lóc. Quá trời cá lóc cả nhà. Quá trời cá lóc. Gắn lên. Ồ, dữ lắm cá lóc nha. Ồ, cá lóc này chặt 300-400 gram cả nhà. Mấy cái này bự quá, mình giờ mình ghề vô luôn nha cả nhà. Được về nhà được đổ ra cho cô chú anh chị mình xem nha, chứ giờ ở đây sẽ nó rớt. Còn con dây cá này, dây cá này giật luôn. Cái này nó chưa ngược. Là đâu thiệt ta. Đây đây đây. Cũng bình quá nhiều nên là không thấy cả nhà. Cái gì ở đây? Ủa sình không có con cá rô. Sình không có tới. Hôm nay là cũng ngon nha cái nhà, được mấy cá lóc. Bước vô mình là không có lợn mình đây. Có một con cá lóc nhỏ. Mình không có. Nó xinh không? Cá gù. Có cá này cái nè. Cá bự, cá bự. Bự lắm, bự lắm, bự lắm, bự lắm. Rồi. Con chị về với con cá lóc nha cái nè. Cái này cá lóc cối luôn. Vô rồi, vô rồi, cái này vô rồi. Cũng toàn là lóc cối luôn. Ồ. Về nha cả nhà. Có cá luôn kìa nè. Wow, quá trời. Quá đã, quá đã. Wow. Được một em cá lóc luôn kìa nè.
Ôi, cái lờ sao nhỉnh lên luôn cả nhà. Có cá luôn, à, có cá. Đây bự dữ nha. Wow. Ôi trời. 4 con luôn cả nhà ơi. Ôi trời. 4 con luôn mà chết một con. Nước ra nhiều quá. Còn 3 con sống. Wow, 2 con bự nha. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Bữa trước cái lò này giống cá chê chết quen. Wow, có cá nữa cả nhà. À, hôm nay được con cá chê nữa, những con cá lóc nhỏ. Sao có cá là ok. Thường mấy con cá chê, con cá lau kiến nè cả nhà, được dục thôi. Con chê trắng là nhỏ quá. Con này chơi trắng, trắng vàng ta. Ô, chơi vàng, chơi vàng, chơi vàng. Con lóc cứng vô luôn. Tiếp tục mình đặt lại chỗ đó ngay cho. Cái lò này là lò cuối cùng, không biết có gì không đây. Nó kêu rồi. Nó kêu em ơi. Cái lò cuối cùng rồi. Ủa. Nó kêu em ơi. Đây, đây, đây. Tính đầu là xong rồi chứ. Đây. Có gì đây. Cái là cuối cùng một con chê trắng nè, con này mới là chê trắng nè, con nãy là chê vàng. Luôn con này nhỏ quá, thả đây và chút xíu được về nhà được sẽ đổ ra cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Thì được làm công ty về được phải đi giao cá nữa cả nhà, nên là tranh thủ lắm, sáng thăm sớm rồi về đi bán nữa, bán xong rồi quay lại đi làm nữa. Thì cô chú anh chị có xem video của được thì thương được thì cho được xin một like và được một đăng ký kênh hay là để lại bình luận luôn cũng được cả nhà, để được có động lực để đi làm tiếp nha. Ôi quá trời luôn cả nhà, ôm khao cá luôn cái này, cái có 5 kg cá cả nhà, cái này quá trời nha. Wow, quá trời cá luôn cả nhà. Ồ, cái lóc bành bành không nha, cái này trúng rồi, quá đã cả nhà. Con này dãy sần hết rồi, cái rô có chê. Ồ, có mấy con rô nè. Bữa nay trúng nha cả nhà, lấy xíu được căng thử cho cô chú anh chị cùng xem luôn. Rồi cái video được thì bye bye, tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo. Quá trời cá luôn. Wow. Rồi bây giờ mình bỏ lên cái căn mình căn thử nha cả nhà. Wow, 4 kg 9 nha. Quá đã, quá đã.
giờ mình đổ đây để mình lựa cái ra mình bán nha. Căng mình bán. Chứ ăn xong hết. Chứ con đi theo bé đó nè.